Hôm nay là ngày 11 tới tháng 10 2022 nha các bạn. Do thấp hơn ha, vậy là ra ngoài đình là nước sâu hơn. Dạ. Ở đây như vậy là chẳng sâu lắm. Dạ. Chỗ này có con nít hay cực à nha, giữ cực à. Dạ, không phải có con nít rồi phải giữ kỹ à, nước không. Chưa trẻ được thầy cô má có này đâu. Dạ. Có tao phải biết chứ nói gì. Nhưng mà mình cũng có nói mình chơi nước lớn thì hơi trễ. Ừ. Đi sớm chứ, cậu anh đi sớm chút, sao đi sớm chứ, để đi sớm 15 giờ sáng. Mà nước đó còn là 4 rưỡi 5 giờ nước lớn không. Ừ. Đi. Anh chờ nước đúng á, tới 7 giờ kém, rồi phải trễ nữa. Ờ, không có gì nhưng mà nói đàng hoàng không có gì. Cái nước ngập này điện đuốc kỹ rồi nha.